mình trải nghiệm được cái hệ thống eBay, thật sự nó cũng đâu có gì phức tạp đâu. Mình cứ xem theo video và cần từng bước thôi. Mình làm cũng rất đơn giản và cảm nhận là mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí và nó đơn giản hơn rất là nhiều luôn. Tổ chức một cái chương trình rất là hay luôn. Chương trình này không chỉ học về công cụ, rõ ràng luôn, một cái chương trình mà đâu phải là để biết eBay là như thế nào đâu, mà chúng ta được học về phễu, về sản phẩm, mình được cấu trúc lại sản phẩm chúng ta, đi một cái gọi là ma trận về phễu rất là hay, để mình biết được mình đang sản phẩm mình đóng gói như thế nào và cần đi qua những bước nào. Từ cái hành trình trải nghiệm của khách hàng thì cùng với lại hệ thống eBay thì mình sẽ đưa khách hàng đi đến những cái nơi mình cần đưa đến ha. Mình trải nghiệm được cái hệ thống eBay, thật sự nó cũng đâu có gì phức tạp đâu, nó rất là đơn giản. Đối với cái sự cầm tay chỉ việc của thầy Quốc, mình cứ xem theo video và cần từng bước thôi. Mình làm cũng rất đơn giản và cảm nhận là mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí và nó đơn giản hơn rất là nhiều luôn. Có nhiều người phải đi mua landing page, rồi làm landing page cũng tốn tiền, rồi làm hệ thống email marketing, mà ở đây dường như eBay là tích hợp tất cả luôn, nó rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn Nam. Thế là hỏi Nam thử là Nam có tự tin để mà chia sẻ một buổi workshop như thế này không? Dạ, sẵn sàng.